cái giờ này 1 giờ cho đến 2 giờ đó, chúng ta vừa mới ăn trưa thì chúng ta như thế nào ạ? Buồn ngủ. Thành ra cho nên chúng ta nếu mà cần ngủ thì chúng ta cứ, nhưng xin đừng. Thì cứ việc ngủ nhé, ai mệt thì cứ việc ngủ không sao cả, Chúa ở với chúng ta mà. Nhưng mà chỉ xin đừng ngáy, là tại vì chúng ta ngáy chúng ta không làm phiền Chúa, nhưng chúng ta làm phiền ai? Bên cạnh nhé. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị cho buổi hội thảo hôm nay. Chúng ta nói về năm phụng vụ, nhưng vì chủ đề của chúng ta là mẹ Maria, tức là cùng mẹ dâng lên lời tạ ơn, thì những ai mà nghe bài giảng sáng nay đó, thì phụng vụ là gì? Tâm tình mời gọi chúng ta trong ba vai trò ngọn sứ để trở thành những người sống với tâm tình tạ ơn. Thành ra cho nên chủ đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi vào năm phụng vụ, và chúng ta cùng với năm phụng vụ của giáo hội, đặc biệt qua các thánh lễ mà giáo hội dành cho mẹ Maria. Thì tất cả mọi người chúng ta ở đây thì ai cũng rành rồi, nhưng mà tại sao chúng ta cần những cái buổi hội thảo như vậy? Thứ nhất, để chúng ta ôn lại những gì chúng ta biết. Thứ hai, để chúng ta học hỏi, để chúng ta có thêm hiểu biết. Và thứ ba, giúp cho chúng ta có một sự can đảm. Với sự hiểu biết, học hỏi, chúng ta trở thành những người chia sẻ, những người truyền giáo đức tin của chúng ta. Tại vì thường thường chúng ta hay nghe nói, tại sao người Công giáo thờ lạy Đức Mẹ hay là kính mến Đức Mẹ nhiều hơn Chúa? Không có đúng như vậy. Nếu chúng ta hiểu qua các mầu nhiệm mà giáo hội mừng kính mẹ Maria trong suốt năm phụng vụ, thì chúng ta sẽ thấy mẹ Maria đúng thật sự là mẹ giáo hội. Vì mẹ là người đầu tiên giúp cho chúng ta đi vào tâm tình tạ ơn của Thiên Chúa. Vậy để chúng ta chuẩn bị cho buổi hội thảo hôm nay, giờ đây chúng ta lắng động tâm hồn. Chúng ta xin mẹ Maria cùng đồng hành với chúng ta trong 60 phút này, để cùng với mẹ chúng ta học hỏi về tình yêu của Thiên Chúa. Cùng như Thiên Chúa trong cả suốt một năm phụng vụ của chúng ta. Lạy mẹ Maria, giờ đây chúng con cùng nhau tụ họp chung quanh bóng mẹ trong đại hội năm nay. Xin mẹ đến với chúng con để chúng con qua lần hội thảo này học và hiểu biết thêm về vai trò của năm phụng vụ trong phụng vụ của Hội Thánh, để giúp cho chúng con hiểu rằng qua tất cả các nghi lễ mà giáo hội đã mừng kính, chúng ta đi vào đời sống đức tin một cách trọn vẹn và hữu ích. Xin ban cho mỗi người chúng con tràn đầy thánh thần. Xin giúp cho mỗi người chúng con luôn học hỏi, được sống trong tinh thần yêu thương như mẹ đã năm làm năm xưa cùng với các môn đệ. Chúng con xin dâng lời nguyện này nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Năm phụng vụ và sùng kính mẹ Maria trong giáo hội. Một bức họa mà có lẽ tất cả chúng ta có một lần đã thấy nơi thuộc chỗ nào đó. Có thể trên Internet, có thể trên mạng, có thể trong một thánh đường. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ cái bức họa này, chúng ta sẽ thấy tại sao họa sĩ đã đặt mẹ Maria ở giữa lòng những người đại diện cho tất cả các thành phần của giáo hội. Chúng ta có thể nhận thấy đây là thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta có thể đây là thánh Gioan. Chúng ta có thể đây là thánh Agnes, vì đây là cái con chiên nhỏ tượng trưng cho bà. Thì chúng ta thấy rằng là tại sao giáo hội đặt mẹ Maria ở giữa cung lòng của bức họa này? Vì mẹ Maria thật sự, nếu chúng ta nói về năm phụng vụ, thì chúng ta sẽ thấy giáo hội qua suốt một năm gồm có bao nhiêu mùa? 4 mùa xuân hạ thu đông, quả tốt. Một năm chúng ta có 4 mùa xuân hạ thu đông, đúng. Cái đó rất đúng, nhưng mà để trả lời câu hỏi và đáp án là sai. Vì phụng vụ chúng ta có 5 mùa. Càng đảm lên 5 mùa. Đó. Vậy tại sao vậy? Người Công giáo chúng ta cứ vậy đó.
phụng vụ có mấy mùa? 4 mùa, 3 mùa. Rồi bây giờ bắt đầu. Bây giờ ôn nha, cái này là ôn ạ. Mùa thứ nhất là tạ ơn Chúa, xin tử phần ngày tôi thiết là mùa vui. Mừng quá. Mùa thứ nhất là mùa vọng. Mùa thứ nhì giáng sinh. Mùa thứ ba, mùa thứ tư, mùa thứ năm. Rồi thấy không, năm mùa, năm mùa thì bởi là chết. Chúng ta bắt đầu niên lịch phụng vụ, chúng ta sẽ luôn luôn được thấy biểu hiện của năm phụng vụ là một hình tròn. Vì sao? Vì mỗi năm các mùa lại trở lại. Những nghi thức, những thánh lễ trong phụng vụ được trở lại sau một năm. Và luôn luôn bắt đầu từ mùa vọng. Thế kỷ thứ hai khi giáo hội chúng ta bắt đầu có hình thành của phụng vụ thì lại không phải là mùa vọng. Thế kỷ thứ hai chúng ta chỉ có một mùa duy nhất mà thôi, đó là mùa phục sinh. Vì theo lời của Chúa Giêsu, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Cho nên giáo hội tiên khởi chỉ tụ tập để tưởng nhớ tới một biến cố vô cùng quan trọng trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, đó là Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Cho nên nếu chúng ta dở sách Công đồ tông vụ chương thứ hai, chúng ta sẽ thấy giáo hội tiên khởi đã sống phụng vụ như thế nào. Mỗi ngày họ lên hội đường lắng nghe lời Chúa, và sau đó họ trở về nhà của mình và tất cả cùng chia sẻ một tấm bánh, chia sẻ một ly rượu, nhắc nhớ nhau điều gì chúng ta đang sống. Cho nên nếu chúng ta đọc sách Công đồ tông vụ, chúng ta sẽ thấy năm phụng vụ chưa hành thành lúc giáo hội tiên khởi, mà chúng ta chỉ cử hành điều gì Chúa Giêsu đã trao lại cho giáo hội, đó là các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Nhưng bắt đầu qua thế kỷ thứ 3 và thứ 4, các giáo phụ trong giáo hội bắt đầu nghĩ chúng ta nên hình thành một phụng vụ thánh. Mà sáng nay chúng ta vừa học hỏi đó, là Laos Ergon đó, là công việc của những người dân thánh. Thành ra chúng ta bắt đầu có những nghi thức, thánh lễ bắt đầu được hình thành. Những gì chúng ta cùng nhau gặp gỡ để tưởng niệm mầu nhiệm Chúa phục sinh tiếp tục cho đến thế kỷ thứ 6. À, 6 thế kỷ. Từ thế kỷ thứ 6 bắt đầu giáo hội mới nói, nếu chúng ta tụ tập, nếu chúng ta gặp gỡ nhau để cử hành mầu nhiệm vượt qua và mầu nhiệm cứu chuộc, thì chúng ta phải suy niệm về một mầu nhiệm cũng vô cùng quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta, đó là mầu nhiệm nhập thể. Thành ra chúng ta sẽ có mầu nhiệm cứu chuộc và mầu nhiệm nhập thể, hai mầu nhiệm chánh trong chu kỳ phụng vụ của giáo hội từ thế kỷ thứ 6 cho đến thế kỷ thứ 11. Bắt đầu thế kỷ thứ 11, chúng ta mới nhớ lại anh chị em của giáo hội Đông Phương. Giáo hội Đông Phương, họ có một cái thời gian trước khi họ cử hành mầu nhiệm cứu chuộc. Và trong suốt quá trình của giáo hội từ thế kỷ thứ nhất cho đến bây giờ, chúng ta luôn luôn dùng cái thời gian đó để chuẩn bị cho những người muốn gia nhập đạo. Thời gian chúng ta chuẩn bị cho các tân tòng chuẩn bị gia nhập đạo vào tối vọng phục sinh. Thành ra chúng ta phải cần có một thời gian để chuẩn bị cho các anh chị em tân tòng, và cũng chuẩn bị cho tâm hồn chúng ta mừng mầu nhiệm cứu chuộc. Thành ra chúng ta có mùa chay là mùa chuẩn bị cho mầu nhiệm cứu chuộc. Thì để cho nó cân bằng thì chúng ta có mầu nhiệm nhập thể, thì chúng ta cũng nên có một thời gian chuẩn bị cho mầu nhiệm nhập thể, chuẩn bị tâm hồn chào đón mầu nhiệm nhập thể, sống mầu nhiệm nhập thể, thì chúng ta lại có mùa
Thành ra cho nên mùa vọng và mùa chay được gọi là hai mùa chuẩn bị. Mùa Giáng sinh và mùa phục sinh là hai mùa sống, hai mầu nhiệm chánh của giáo hội, mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm cứu chuộc. Một năm có 52 tuần. Bây giờ chúng ta cùng nhau đếm bàn tay. Mùa vọng có bao nhiêu tuần? 4 tuần. Đấy là cái này là những người giữ đạo phải nhớ là mùa vọng chúng ta có 4 tuần. Mùa Giáng sinh đếm bắt đầu đếm. Mùa Giáng sinh chúng ta ít khi nào nói tuần, nhưng chúng ta nói chủ nhật. Cẩn thận, tại vì mùa Giáng sinh là cái mùa đặc biệt nhất, là chúng ta bắt đầu từ lễ Giáng sinh 25 tháng 12 thì chúng ta sẽ tính các ngày chủ nhật sau đó cho mùa Giáng sinh. Thì hỏi ông bà và anh chị em bây giờ trong một phút gọi là xuất thần, ai nhớ được ba lễ lớn trong mùa Giáng sinh? Ba vua, rồi. Đấy, ba lễ thôi. Chỉ cần ba lễ là có một giải của cha Bảo cho rồi. Lễ đầu tiên, 8 tuần sau lễ phục sinh, Giáng sinh, luôn luôn là mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Chúng ta sẽ nói đây. Sau lễ mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, chủ nhật kế tiếp, thật ra không chủ nhật, ngày thứ 6 mùa Giáng sinh, ngày thứ 6 tháng Giêng là lễ bà vua hay lễ hiển linh. Chủ nhật đầu tiên ngay sau lễ Giáng sinh luôn luôn dành cho thánh già. Và lễ Chúa Giêsu phép rửa là lễ cuối cùng sau lễ hiển linh. Thành ra cho nên chúng ta thường hay gặp khó khăn về vấn đề mục vụ. Vì sao? Như năm nay, mọi người có nhớ năm nay không? Năm vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ráng quên Covid đi. Phụng vụ năm 2022-21 có điều rất là quan trọng, đặc biệt là chúng ta phải chờ đến hầu như là 9 đến 8 năm, 10 năm sau mới có lần nữa. Là năm Thánh Giuse cũng quan trọng, nhưng chúng ta nhớ về lễ Giáng sinh và lễ mẹ Maria mẹ Thiên Chúa. Tại vì lễ Maria, lễ Thánh Gia Thất luôn luôn ngay sau lễ Giáng sinh, chủ nhật đầu tiên. Mà lễ Giáng sinh năm 2021 rớt vào thứ bảy. Thành ra chúng ta có những giáo dân nói rất là dễ thương: đi lễ nhiều quá trời. Đi lễ nhiều quá trời. Tại sao đi lễ nhiều? Ta tính đi, 24 vọng, 25 Giáng sinh, chiều 5 giờ phải mẹ Thiên Chúa rồi, Gia Thất rồi, rồi thứ Chủ nhật con đọc sách nữa, con đi 4 lễ. Nói chứ trời, thánh thiện quá, tôi đi 5 lễ. Cha có 5 lễ. Thành ra cho nên khi mà chúng ta nói Giáng sinh là cái mùa rất rất đặc biệt, vì chúng ta phải tính chủ nhật. Miễn làm sao chủ nhật thứ hai phải mừng lễ hiển linh, nếu không thì chúng ta ăn gian được thêm một chục nhật nữa, chủ nhật nữa, thì chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Giêsu phép rửa vào chủ nhật thứ ba. Nhưng nếu chúng ta không có chủ nhật thứ ba thì chúng ta phải làm sao? Lễ Chúa Giêsu phép rửa rớt vào ngày thứ hai ngay sau lễ hiển linh. Mọi người hiểu chưa ạ? Cho nên Giáng sinh không nói tuần, mà Giáng sinh nói về chủ nhật ngay sau lễ Giáng sinh. Mùa chay, rồi mùa chay bao nhiêu chủ nhật, bao nhiêu tuần, bao nhiêu ngày mùa chay? Thiệt không? Tại sao tại sao 40 ngày được nhỉ? Tại sao 40 ngày được nhỉ? Suy nghĩ nè, lễ cho vào thứ tư đúng không ạ? Từ thứ tư lễ cho đến chủ nhật Chúa Giêsu thứ năm tuần thánh đâu có đủ 40 ngày. Hơn nữa, trừ ra các ngày chủ nhật trong mùa chay không được tính là chủ nhật của mùa chay. Vì sao? Ngày của chúng sinh trong mùa chay mà. Làm sao chúng sinh? Suy nghĩ nha. Cùng nhau suy nghĩ nha. Tại sao giáo hội
Latin, giáo hội Công giáo chúng ta, La Mã đó, chúng ta có dư các ngày của mùa chay so với giáo hội Đông Phương, là tại vì giáo hội La Mã của chúng ta rất thực tế. Các ngày Chủ nhật mùa chay, về cách giữ đạo cổ đó, trước thế kỷ thứ 17 đó, bắt buộc phải ăn chay kiêng thịt trong suốt các ngày mùa chay, chỉ trừ ngày Chủ nhật không buộc được phép ăn thịt Chủ nhật. Cho nên các ngày Chủ nhật không được tính là các ngày của mùa chay. Cho nên nếu chúng ta tính từ thứ tư lễ tro cho đến thứ năm tuần thánh, chúng ta sẽ thấy đúng 40 ngày. Vì lý do chúng ta không buộc phải chiên thịt các ngày Chủ nhật. Thành ra cho nên mùa chay 40 ngày. Nhưng nếu chúng ta chia ra, chúng ta sẽ thấy từ 5 cho đến 6 tuần, tùy theo thời gian. Và mùa phục sinh, sau lễ giao phục sinh, chúng ta sẽ có 7 tuần sau đó. Thì bây giờ chúng ta tính đầu nó tới đó, thì chúng ta còn lại bao nhiêu tuần? Trừ hết mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh, cộng hết tất cả lại chúng ta còn lại bao nhiêu tuần? 33 hoặc 34. Thì chúng ta dùng các tuần đó gọi là mùa thường niên. Chỉ vậy thôi, cái hồi tính rất là kỹ. Rồi bây giờ để trả lời một số câu hỏi hay đặt ra về năm phụng vụ là: thưa cha, tại sao lễ phục sinh không rớt vào một ngày duy nhất như lễ Giáng sinh, mà cứ con thấy có năm thì tháng 3, có năm thì đầu tháng 4, có năm đến cuối tháng 4? Tại sao vậy? Là tại vì để cho mọi người nhớ từ bây giờ luôn, là lễ Giáng sinh chúng ta đi theo dương lịch, lễ phục sinh chúng ta tính theo âm lịch. Là tại vì lễ phục sinh chúng ta theo lịch của người Do Thái. Người Do Thái lễ lớn nhất của họ là gì thưa ông bà và anh chị em? Lễ vượt qua. Thành ra cho nên giáo hội với Đức Thánh Cha Gregorio thứ nhất, thứ bảy, ngài đã tính để khác với lại người Do Thái. Thì nếu người Do Thái mừng lễ vượt qua vào ngày rằm của tháng Nisan, tức là tháng thứ tư đó, thì lễ phục sinh của chúng ta sẽ đi trước hay sau? Thành ra có rất nhiều người hay hiểu lầm là Chúa Giê-xu chịu nạn ngay trong lễ vượt qua. Không đúng. Là tại vì nếu chúng ta đọc Phúc Âm Thánh Gioan, bao nhiêu người thuộc Phúc Âm Thánh Gioan xin giơ tay lên. Chắc có mình cha giáo tại giảng, tại tuần nào tháng nào cũng giảng về bài này. Thì nếu chúng ta có thể paraphrase về Phúc Âm của Thánh Gioan, về sự kiện Chúa Giê-xu sống lại, chúng ta sẽ thấy Thánh Gioan nói rất rõ ràng. Khi Chúa Giê-xu bị bắt là bữa tiệc cuối cùng của Ngài với các môn đệ. Thánh Gioan không nói đó là bữa tiệc vượt qua, mà đó là bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-xu và các môn đệ. Sau đó họ làm gì? Ngài và các môn đệ đi vượt qua khe Kê-tron để đến một cái nơi gọi là vườn cây dầu. Và nơi đó Ngài đã xin với Thiên Chúa Cha, như ta biết rõ ha, bây giờ đã nói rõ mọi người nhớ thôi. Thì sau đó Ngài bị bắt vào đêm tối. Thành ra cho nên Chúa Giê-xu mới nói: tại sao các ngươi chờ khi đèn tối mới đem gậy gọc và đèn đuốc tới bắt ta? Sáng như vậy ai đèn đuốc làm gì? Hả? Đúng không? Thành ra Chúa Giê-xu tại sao đem đèn đuốc và gậy gọc đến bắt ta? Thành ra cho nên Chúa Giê-xu bắt buộc phải bị bắt sau khi đã dự bữa cơm chiều với các môn đệ của Ngài tại vườn Gethsemane. Đó là ngày thứ nhất hay là ngày thứ năm? Để rồi sau đó Ngài bị giam tại nhà của Caipha qua đêm. Sáng thứ sáu, tức là ngày thứ hai, họ bắt đầu điệu Ngài đến xử tội tại công đường Do Thái. Vì họ không nhất trí có nên xử tử hay không, họ phải đem Chúa Giê-xu đến gặp Phi-la-tô. Thì chúng ta tưởng tượng có thể lúc đó là khoảng chừng 7-8 giờ sáng. Phi-la-tô gặp Chúa Giê-xu xong nói: tôi không có lý do sáng sau này, gửi về Hê-rô-đê. Chúa Giê-xu đi dạo, đi qua đi lại, miễn làm sao trở về
lại đền của Phi-la-tô trước 12 giờ trưa. Họ tính như vậy. Phúc âm Thánh Gioan nói ra, để sau đó làm gì? Chúa Giê-xu bắt đầu cuộc khổ nạn. Để bắt đầu khi mà Ngài chịu đóng đanh, đó là giờ thứ 6. Đọc Phúc âm Thánh Gioan nói rõ ràng, giờ thứ 6 họ bắt đầu đóng đanh Chúa Giê-xu. Và trong khi Chúa Giê-xu chịu đựng trong lúc 3 giờ thì Thánh Phúc âm đến giờ thứ 9 là 3 giờ chiều. 9 giờ thứ 3 là 9 giờ sáng, giờ thứ 6 là 12 giờ trưa và giờ thứ 9 là 3 giờ chiều. Chúa Giê-xu tắt thở lúc 3 giờ chiều. Và có một đoạn trong phúc âm của Thánh Gioan nói rất rõ ràng, vì ngày đó là ngày chuẩn bị cho đại lễ. Bao nhiêu người đã sang đất thánh rồi? Có gì sang đất thánh, hành hương đất thánh chưa? Cố gắng đừng bao giờ đến đất thánh ngày thứ 6 hay ngày thứ 7, vì đó là ngày nghỉ ngơi của họ, ngày Sa-bát. Thành ra cho nên Thánh Gioan nói rõ ràng, vì đó là ngày chuẩn bị cho một đại lễ nên tất cả phải làm thật nhanh chóng. Vì thế họ đã đem Chúa Giê-xu chôn Ngài trong căn mồ gần đó. Và chắc chắn sau khi họ chuẩn bị tất cả mọi việc, là chắc chắn khi đã chôn Chúa Giê-xu rồi, tiếng tù và rút lên, người Do Thái bắt đầu bước vào lễ vượt qua. Mọi người có hiểu không ạ? Thành ra cho nên chiều thứ 6 đó, người Do Thái bắt đầu cử hành lễ vượt qua. Cho nên Chúa Giê-xu chết trước khi lễ vượt qua. Thành ra bữa tiệc ly không thể nào là tiệc vượt qua được. Để làm sao? Tiếp tục Thánh Gioan nói tiếp, Chúa Giê-xu nằm trong mồ, họ chôn. Nguyên một ngày thứ 7 tất cả phải im lặng, vì đó là ngày Sa-bát, không được làm gì cả. Kế tiếp chúng ta nghe gì? Sáng ngày thứ nhất trong tuần, mới tờ mờ tinh sương, và Maria Magdalena đã ra mồ Chúa. Đó là ngày thứ 3, đúng không ạ? Chúa Giê-xu chết đúng 3 ngày. Mọi người hiểu không ạ? Hiểu cái concept đó không? Tức là Chúa Giê-xu bị bắt ngày thứ nhất là ngày thứ 5, ngày thứ 6 là ngày chuẩn bị cho lễ vượt qua, và Chúa nằm trong mồ suốt vào ngày thứ 7, để rồi sáng tờ mờ ngày thứ nhất trong tuần. Thành ra vì cái câu của Thánh Gioan ngày thứ nhất trong tuần, cho nên giáo hội chúng ta mới tách rời lễ phục sinh chung với lễ vượt qua người Do Thái, và chúng ta luôn luôn dời sang một tuần là như vậy. Thành ra cứ lễ vượt qua người Do Thái tuần nào thì ngày hôm tuần sau là lễ phục sinh của chúng ta. Thành ra cho nên chúng ta phải dựa theo âm lịch của người Do Thái, họ mừng lễ nào chúng ta mừng lễ ngày đó, ngày khác. Đã hiểu nhá, để mọi người hiểu tại sao chúng ta lại có cái chuyện là lễ phục sinh là cứ thay đổi hàng năm. Rồi mọi người mệt chưa? Chưa mệt. Rồi bây giờ chúng ta, đó là cái này, cái là món ăn giáo đầu thôi để mọi người hiểu năm phụng vụ tại sao. Thì trong suốt các mùa đó, giáo hội đặc biệt mừng kính chắc chắn là Chúa Giê-xu, mầu nhiệm Chúa Giê-xu, không thể nào từ chối. Lễ Giáng sinh nói về mầu nhiệm nhập thể, lễ phục sinh nói về mầu nhiệm cứu chuộc, và người làm mầu nhiệm đó, người cho chúng ta có mầu nhiệm đó là Chúa Giê-xu. Thì ngoài Chúa Giê-xu, giáo hội cũng dành suốt năm phụng vụ để chúng ta mừng kính người cao trọng sau Chúa Giê-xu là ai? Mẹ Maria. Thành ra cho nên tất cả các lễ mừng mẹ Maria bắt buộc phải có một sự liên kết chặt chẽ với mầu nhiệm của Chúa Giê-xu. Không có một lễ mừng mẹ Maria nào trong giáo hội mà ngoài cái quỹ đạo của mầu nhiệm cứu chuộc và mầu nhiệm tập chập thể. Xin mọi người nhớ chỗ đó nha. Để chúng ta có thể giải thích cho anh chị em tin lành. Xin lỗi, chúng tôi rất yêu quý mẹ Maria, chúng tôi kính mẹ Maria, vì mẹ Maria cũng nằm trong cái quỹ đạo tình yêu của Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm cứu chuộc. Bắt đầu chúng ta đi vào buổi nói chuyện hôm nay. Đây là cái câu mà, đây là lời giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói cho chúng ta biết tại sao vai trò của mẹ Maria rất quan trọng trong suốt cả một năm phụng vụ của giáo hội. Vì mẹ Maria mà toàn bộ cuộc sống đã được ơn quan phòng đặt ở trung tâm lịch sử cứu độ, hiện diện giữa lòng năm phụng vụ. Trong mỗi giây phút của phụng vụ,
lời cầu nguyện của chúng ta, niềm tin của chúng ta và tình yêu của chúng ta cần có sự trung gian của mẹ Maria và của gương mẹ để chúng ta sống những mầu nhiệm linh thiêng. Như sáng nay chúng ta đã học hỏi, phụng vụ là mời gọi chúng ta đi vào trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, mà qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được sức dầu thánh để trở nên tư tế, vương giả và ngôn sứ. Thì mẹ Maria là người đầu tiên trong giáo hội đã sống trọn vẹn ba vai trò đó. Mặc dù mẹ không được sức dầu, nhưng mẹ là thực sự một nhân chứng sống của ý nghĩa tư tế. Vì sao? Đấng xuống thế làm người, đấng sống để cứu chuộc nhân loại đã chọn cung lòng của mẹ Maria làm nơi để Ngài chuẩn bị giáng sinh. Nên cung lòng của mẹ Maria mà hình ảnh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi cung lòng của mẹ Maria là bàn thờ thánh thiêng nhất trong tất cả các bàn thờ. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta sẽ thấy nơi đây là bàn thánh. Để rồi khi lễ vẹn toàn, khi lễ toàn thiêu mà chúng ta học hỏi sáng nay được dâng lên Thiên Chúa Cha, thì cung lòng của mẹ Maria là bàn thánh đầu tiên của giáo hội, bàn thánh đầu tiên mà ngôi hai đã nhập thể. Thành ra chúng ta sẽ thấy nơi cung lòng mẹ Maria là hình ảnh đầu tiên của bàn thánh để Thiên Chúa xuống thế làm người. Cho nên vì thế mẹ Maria cũng là một tư tế cùng với con của Ngài. Mẹ Maria cũng sống một đời sống của vương giả, vì mẹ là thực sự trọn vẹn trong tình yêu của người con của mẹ, được sống chung với con của mẹ để trở thành một phần tử trong vương quốc của Chúa Giê-xu. Và chính mẹ cũng là ngôn sứ, vì điều gì xảy ra ngay sau khi thiên thần Gabriel truyền tin cho mẹ? Xin vâng, là ngay tại lúc đó chuyện gì xảy ra ngay sau đó? Đi thắm để xa về. Vừa mới nghe đây chị họ của bà, không sao đâu anh, chờ mọi người vị trí thôi. Chị họ của bà đang mang thai 6 tháng, mẹ vội vã lên đường, theo phúc âm thánh Luca, mẹ vội vã lên đường đến gặp người chị của mình. Và chuyện gì xảy ra giữa hai người phụ nữ? Chúng ta sẽ cùng nhau thấy có thánh lễ vậy. Cho nên tất cả những gì giáo hội chúng ta mừng kính mẹ Maria luôn được gói trọn trong năm phụng vụ, vì mẹ là nhân chứng sống của tất cả những gì Thiên Chúa muốn dành cho con người. Thành ra chúng ta bắt đầu vào thánh đầu, thì chúng ta bây giờ liệt kê đó. Bao nhiêu người sẽ nhớ hết tất cả cái này sau bài giảng hội thảo này sẽ là linh mục tương lai của giáo hội. Các ngày lễ kính Đức Mẹ Maria trong suốt một năm phụng vụ, vì để rõ ràng cho mọi người, cho nên Thịnh đã làm theo chu kỳ của các tháng. Nhưng còn tất cả lại lễ mùa vọng đầu tiên là lễ gì hết để cho mọi người nhớ. Một tháng giêng chúng ta mừng kính mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. 2 tháng 2 lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. 1 tháng 2 lễ Đức Mẹ Lộ Đức. 25 tháng 3 lễ truyền tin của Chúa. Cẩn thận nhé, không phải xin Đức Mẹ, truyền tin của Chúa. 13 tháng 5 lễ Đức Mẹ Fatima. 31 tháng 5 lễ thăm viếng của Đức Trinh Nữ Maria với người chị họ của mình. 17 ngay sau lễ Thánh Tâm, lễ Trái Tim Vô Nhiễm. 27 tháng 6 lễ Đức Mẹ Hằng Cô Giúp. Mọi người có vừa mừng ha. 16 tháng 7 lễ Đức Mẹ Núi Carmelo. 15 tháng 8 lễ dâng kính Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả tại Roma. 15 tháng 8 lễ trọng mẹ Maria hồn xác lên trời. Còn nữa hay không? Tiếp tục. 22 tháng 8 lễ Đức Maria Trinh Vương. 8 tháng 9 lễ sinh nhật Đức Mẹ. 12 tháng 9 lễ kính tên cực thánh mẹ Maria. 15 tháng 9 lễ Đức Mẹ Sầu Bi. 7 tháng 10 lễ Đức Mẹ Mân Côi. 21 tháng 11 lễ dâng Đức Trinh Nữ Maria vào đền thánh. 8 tháng 12 lễ Mẹ Ca Mô Đi Nguyên Tội. Và 12 tháng 2 lễ Đức Mẹ Guadalupe. Thành ra nếu ai nói con không yêu mẹ, đừng lo, giáo hội bắt sẽ yêu.
trong suốt cả một năm phụng vụ, tức chúng ta có bao nhiêu lễ như vậy. Và lễ cuối cùng mà chúng ta đi thêm vào trong cái danh sách này, đó là lễ thứ hai sau lễ hiện xuống. Đức Thánh Cha Francisco đương thời của chúng ta đã thiết lập lễ Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội. Thành ra cho đến từ bắt đầu phụng vụ cho đến bây giờ, chúng ta đã thấy Giáo Hội luôn luôn dành một vai trò và vị trí vô cùng quan trọng của Mẹ Maria trong năm phụng vụ. Thì tại sao các lễ này lại rất quan trọng trong năm phụng vụ? Thành ra hy vọng từ bây giờ cho đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi các ý nghĩa của các lễ mà Giáo Hội mừng Mẹ Maria trong suốt năm phụng vụ, để thấy sự liên kết chặt chẽ giữa các lễ mừng Mẹ Maria và mầu nhiệm cứu chuộc và mầu nhiệm nhập thể nha. Mọi người nói ai mà thiệt cái việc lễ trọng đầu tiên, lễ đầu tiên của trong Giáo Hội, nếu chúng ta tin Mẹ Chúa Thiên Chúa Giêsu lên trời thì vô cùng đặc biệt. Lễ đầu tiên mà Giáo Hội chúng ta mừng kính đó là lễ Mẹ Maria hồn xác lên trời, vì đây là lễ đầu tiên mà chúng ta cử hành trong Giáo Hội dành cho Mẹ Maria. Lễ đầu tiên bắt nguồn từ Giáo Hội Đông Phương, vì có thể đây là thánh lễ cổ xưa nhất trong tất cả các thánh lễ. Chúng ta nếu ai đã có dịp sang đất thánh, chúng ta sẽ được đi đến cái nơi gọi là nơi Đức Mẹ yên nghỉ, một cái đền thờ rất đẹp, và tượng của Mẹ Maria bằng ngà voi, đúng không? Ngà voi hả? Tượng của Mẹ bằng ngà voi ivory đó được nằm nơi đây, vì họ tin rằng Mẹ Maria đã được yên nghỉ. Nhưng nếu chúng ta đứng ngay chỗ này và nhìn thẳng về bức tường trên đây, chúng ta sẽ thấy có một bức ảnh mà Chúa Giêsu đang đón tay đưa Mẹ lên trời, để biết rằng Mẹ Maria hồn và xác lên trời dựa vào cái nơi mà họ đã cử hành những thánh lễ đầu tiên với tín điều Mẹ Maria hồn xác lên trời của anh chị em tín hữu Đông Phương. Giáo Hội Công giáo La Mã chúng ta tin điều này nhưng chưa xác tín. Chúng ta có thể tin rằng Mẹ Maria, vì là cung lòng của ngôi hai nhập thể, cho nên thân xác của Mẹ không thể nào bị hủy hoại vì sự chết. Cho nên chúng ta dựa vào niềm tin của anh chị em Giáo Hội Đông Phương để chúng ta biết rằng có một điều gì đó xảy ra sau khi Mẹ nhắm mắt từ giã cõi đời. Anh chị em Đông Phương gọi là Mẹ Maria đi vào trong giấc ngủ, để rồi Chúa Giêsu đánh thức Mẹ dậy nơi thiên quốc. Nhưng Giáo Hội La Mã chúng ta qua các suy niệm của các nhà thần học thấy rằng không hẳn Mẹ Maria ngủ, nhưng Mẹ cũng như mọi người phải đi qua ngưỡng cửa của sự chết. Vì Chúa Giêsu Kitô đi qua ngưỡng cửa của sự chết. Nhưng điều khác giữa Mẹ Maria và chúng ta là chúng ta đi qua ngưỡng cửa của sự chết, nhưng thân xác của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Mẹ Maria, thân xác Mẹ không bị hủy diệt được. Thành ra cho nên Giáo Hội La Mã chúng ta mới tuyên xưng tín điều Mẹ Maria sau khi đã hoàn tất công trình mà Thiên Chúa giao phó cho Mẹ nơi trần gian, Mẹ đã đi vào giấc ngủ và đã được lên trời. Tức là Đức Thánh Cha Pio thứ 12 nói một cách nhỏ nhẹ, tức là gọi là nói chung là dùng danh từ của Giáo Hội Đông Phương, là Mẹ đã đi vào giấc ngủ để rồi cả hồn và xác được đưa lên trời một cách vinh hiển. Và năm đó là năm 1958. 1958 tín điều Mẹ Maria hồn xác lên trời mới được Giáo Hội La Mã xác nhận. Tưởng tượng nổi không? Lễ cổ xưa nhất trong Giáo Hội mà đến thế kỷ thứ 20 chúng ta mới tin xưng điều đó. 1958. Tức là Giáo Hội chúng ta thành ra nhỏ chứ, Giáo Hội mình chậm rãi quá cha. Từ từ. Chúng ta cần 19 thế kỷ mới xác tín một cái điều mà chúng ta đã tin rằng cử hành rồi. Cho nên đến 1958, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 mới xác tín tín điều Mẹ Maria hồn xác lên trời. Rồi, đó là cho nên chúng ta mới có lễ trọng Mẹ Maria hồn xác lên trời. Bắt đầu câu hỏi kế tiếp.
nếu mẹ Maria hồn xác lên trời không bị hủy hoại, thì điều gì đã khiến cho thân xác của mẹ không bị hủy hoại? Thưa bà bạn chị em, giáo hội chúng ta suy niệm về mầu nhiệm mẹ Maria được gìn giữ một cách vẹn toàn khi mẹ thụ thai trong cung lòng của bà thánh Anna. Vậy thì thưa bà bạn chị em, lễ kế tiếp mà giáo hội mừng kính mẹ Maria, bà thánh ạ, hello. Đó, đây là tấm hình mà Đức Video thứ 12 năm ngày 1 tháng 11 1950, sorry, 1950, lộn 58, phải có 58 chứ 50 được, lộn 58. Ngài đã tuyên bố, trân trọng tuyên bố: do uy quyền của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và với thẩm quyền của ta, ta phán quyết, tuyên ngôn và định tin rằng chính điều đã được mặc khải Đức Maria mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa trọn đời đồng tin, sau cuộc sống trần gian này đã được phúc vinh quang Thiên Chúa cả hồn và xác. Nếu ai cả dám tự tình chối bỏ hay nghi ngờ điều ta đã định tin thì họ phải biết rằng họ hoàn toàn phản bội đức tin công giáo của Thiên Chúa. Bây giờ có ai có thể nói tôi là người công giáo mà tôi không tin mẹ Maria hồn xác lên trời hay không? Không được. Bất cứ một người nào tuyên xưng rằng tôi là phần tử của giáo hội công giáo La Mã không được phép từ chối tín điều này. Nếu từ chối tín điều này, chúng ta phản giáo. Vì đây là tín điều mà giáo hội đã xác tín. Để rồi sau đó chúng ta sẽ thấy nếu mẹ Maria hồn xác lên trời thì khi Đức Thánh Phêrô, Thánh Cha Pio thứ 12 nói rằng danh xưng mà Ngài đã dùng mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, thì tại sao chúng ta không có một thánh lễ, chúng ta không có một nghi thức phụng vụ để kính nhớ một danh xưng vô cùng đặc biệt cho mọi Maria? Cho nên Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã tái tác sức mẹ Maria thật sự là mẹ Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không thể nào biết được danh xưng mẹ Maria mẹ Thiên Chúa nếu chúng ta không trở về dòng lịch sử của giáo hội. Như đã nói, nếu Chúa Giêsu lên trời vinh hiển thì mẹ của người cũng được hồn xác lên trời vinh hiển, có sự kết hiệp với Chúa Giêsu và Maria, đúng không ạ? Thì bây giờ vai trò danh xưng mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa kết hiệp với Chúa Giêsu như thế nào rất dễ hiểu. Thành ra cái danh xưng này rất nhiều người tin lành họ không đồng ý, nhưng nếu chúng ta có thể giải thích một cách tường tận cho họ, chúng ta sẽ thấy đây là một danh xưng vô cùng xứng đáng. Vì nếu ai không tin mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa thì vô tình người ấy đã phản bác tín điều Chúa Giêsu mang hai bản tính. Mời có hiểu không ạ? Đó. Chúng ta luôn cho rằng tôi tin Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là con người. Cho nên nếu chúng ta chỉ nói xin lỗi cha, mẹ Maria chỉ là mẹ của Chúa Giêsu con người, thì vô tình chúng ta đã bỏ đi cái bản tính vô cùng quan trọng của Chúa Giêsu, đó là bản tính Thiên Chúa. Mà Chúa Giêsu theo Thánh Phêrô nói rất rõ ràng, người mang hai bản tính một cách trọn vẹn. Cái này hơi thần học tí xíu, nhưng chúng ta phải hiểu Chúa Giêsu đã được xác tín tại công đồng Ê-phê-sô là một người có hai bản tính không bị xóa nhòa bởi một bản tính kia, tức là người thật sự là Thiên Chúa và người thật sự là con người. Thì nếu người đó từ cung lòng của một người phụ nữ đi ra và người ấy nhìn về người phụ nữ ấy gọi mẹ, thì chắc chắn người mẹ đó nếu là người mẹ của bản tính con người thì bắt buộc cũng phải là mẹ của bản tính Thiên Chúa. Cho nên xin cẩn thận, nhiều người sẽ nói thưa cha con nghe người ta nói giáo hội công giáo chúng ta nói mẹ Maria mẹ Thiên Chúa, tức là mẹ của Thiên Chúa Cha. Không, mẹ Maria
chỉ là mẹ của ngôi hai nhập thể mà thôi. À, nhá, để mọi người có thể can đảm gặp đứa con cái hay cháu chắc nó hỏi, ừ, đạo Công giáo nói vậy đúng không ông mẹ, bố mẹ? Cứ bình thản nói không sao, để mẹ giải thích cho con như cho Thịnh giải thích cho mẹ vậy đó. À, tức là sao? Nếu chúng ta không tin mẹ mới là Thiên Chúa thì chúng ta vô tình đã cắt ngang hai bản tính của Chúa Giêsu. Cho nên cái danh xưng mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa đã được giáo hội suy niệm từ năm thế kỷ thứ 5 tại công đồng Ephesô năm 431. Nhưng mà đặc biệt, giáo hội chúng ta chưa bao giờ có một đức thánh cha nào xác tín vai trò của mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Vì sao? Không cần thiết. Công đồng Ephesô đã nói rõ ràng Chúa Giêsu có hai bản tính, Thiên Chúa và con người. Nên mẹ Maria là mẹ của ngôi hai nhập thể, bắt buộc mẹ cũng là mẹ của Thiên Chúa và là con người. Chậm hạch, không cần phải bàn cãi qua 19 thế kỷ. Nhưng đến mãi khi thế kỷ thứ 16, chúng ta mới có lễ mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, 8 ngày sau khi Chúa Giêsu đã được sanh ra. Ngày thứ mực thứ nhất. Được chứ ạ? À? Rồi, lễ trọng thứ 3 của Đức Mẹ. Chúng ta đã nói về mẹ Maria hồn xác lên trời. Chúng ta đã nói lễ trọng mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Bây giờ lễ trọng cuối cùng của mẹ Maria trong năm phụng vụ. Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. À, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đây cái hình lúc đây. Đây là một tín điều mà giáo hội dành rất nhiều thời giờ, vì đây đến từ chúng ta. Giáo hội La Mã, chúng ta không mượn của anh chị Đông Phương, mà chúng ta nói về Đa Mã. Tại vì Đông Phương họ đã kính mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa với danh xưng Thánh Anna thụ thai mẹ của Thiên Chúa, cho nên họ là họ không có bàn cãi. Nhưng chúng ta, thần học mà giáo hội Đông Phương mượn của chúng ta để áp dụng vào lễ Thánh Anna mẹ của mẹ Thiên Chúa là họ đến từ xác tín của chúng ta. Để cho mọi người biết tại sao. Như chúng ta vừa nghe Thánh Phiô thứ 10, Đức Thánh Cha Phiô thứ 12 xác tín mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Nhưng thân xác của mẹ không bị hủy diệt vì mẹ không bị dính vào vết nhơ của tội tổ tông. Làm sao chúng ta có thể xác tín điều đó nếu chúng ta nói rằng, thưa cha, tội tổ tông như sáng nay chúng ta đã nghe đã được dâng lên bởi sự hiến tế của con một Thiên Chúa để cho Ngài nguôi giận. Nếu mẹ Maria sanh ra Chúa Giêsu 16 năm trước thì ai rửa tội cho mẹ? Chúa Giêsu chưa chết, chưa sống lại để có thể mầu nhiệm cứu chuộc được hình thành trong mỗi con người chúng ta. Cho nên đây là một tín điều vô cùng tuyệt vời nếu chúng ta suy niệm. Thiên Chúa đấng có thể làm tất cả mọi chuyện đã làm một việc vô cùng kỳ diệu mà mẹ Maria có nói đến trong Kinh Magnifica. Thiên Chúa đã làm cho tôi mọi điều trọng đại. Điều trọng đại đó là gì? Không hẳn là mẹ Thiên Chúa, không hẳn cưu mang trong cung lòng của mình ngôi hai nhập thể. Điều mẹ Maria muốn nói, điều trọng đại mà Thiên Chúa đã làm cho tôi, đó là Ngài đã gìn giữ tôi một cách đặc biệt khi tôi được thụ thai trong cung lòng của mẹ tôi là bà Thánh Anna, và bàn tay cứu chuộc của Thiên Chúa đã vươn ra bảo vệ bào thai trong cung lòng của Thánh Anna từ lúc mới thụ thai. Cho nên vết nhơ của tội tổ tông không thể nào vượt qua được bàn tay của Thiên Chúa gìn giữ tôi. Mọi người tưởng tượng đi, một em bé được cung lòng cho mẹ mà có một bàn tay của Thiên Chúa gìn giữ một cách trọn vẹn như vậy. Cho nên vết nhơ của tội tổ tông không thể nào xuyên qua được. Và đó là người đầu tiên trên thế giới này đã đón nhận mầu nhiệm cứu chuộc trước khi mầu nhiệm cứu chuộc được hình thành. Cho nên lễ mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội là một lễ rất rất quan trọng. Quan trọng đến nỗi giáo hội mời gọi chúng ta hãy cố gắng tham dự thánh lễ
Vì không những đây là lễ trọng mà cũng là lễ buộc. Hai lễ kia cũng buộc, nhưng cái buộc đó chúng ta có thể du di. Và Giáo hội Hoa Kỳ đang làm chuyện du di đó, thưa ông bà và anh chị em. Ba lễ trọng của mẹ Maria, mẹ Maria mẹ Thiên Chúa, mẹ Maria hồn xác lên trời, mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Thì nếu lễ mẹ Maria hồn xác lên trời rớt vào ngày thứ bảy hay ngày thứ hai, điều gì xảy ra? Buộc được bỏ. Được bỏ, không phải buộc. Nếu rớt vào thứ bảy hay thứ hai. Lễ mẹ Maria mẹ Thiên Chúa, Province Los Angeles của chúng ta đã chính thức bãi bỏ việc buộc cho đến khi nào chúng ta có một conference mới. Thành ra lễ mẹ Maria Chúa không còn buộc cho những người nào sống trong phạm vi của Los Angeles Province, là gồm có Tổng giáo phận Los Angeles, Giáo phận Orange, Giáo phận San Bernardino, Giáo phận San Diego, Giáo phận Fresno và Giáo phận Monterey. Đó là Los Angeles Province đó. Thì những người nào sống trong cái province đó không buộc phải giữ lễ mẹ Maria mẹ Thiên Chúa. Nhưng lễ mẹ Maria vì tội bắt buộc phải giữ, dù thứ bảy hay thứ hai. Vì đây là một nguồn nhiệm vô cùng quan trọng. Quan trọng đến nỗi Giáo hội Hoa Kỳ đã nhận mẹ Maria là mẹ vô nhiễm nguyên tội, là quan thầy của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra cho nên, để giúp cho mọi người hiểu thêm một tí xíu tại sao chúng ta có lễ trọng và lễ buộc, và ba lễ trọng nào của mẹ Maria. Vì ba lễ trọng đều dính vào mầu nhiệm nhập thể hay mầu nhiệm cứu chuộc. Được chưa ạ? Mà chưa? Rồi, tiếp. Bây giờ chúng ta có thể nói tóm tắt thôi là Đức Cha Paulo VI đó nhắc nhở chúng ta qua một tông thư về mẹ Maria, Maria Cutus, Maria Cutus, thì chỉ nhắc nhở chúng ta như mà chúng ta vừa nghe thôi, là vai trò của Maria rất quan trọng trong mầu nhiệm cứu chuộc và mầu nhiệm nhập thể, cho nên chúng ta phải đặt mẹ Maria vào một vai trò quan trọng trong suốt năm phụng vụ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vui vẻ, chúng ta nhìn hình ảnh của các lễ của mẹ Maria để chúng ta vừa học xong sự kết hợp chặt chẽ giữa mẹ Maria và mầu nhiệm cứu chuộc hay mầu nhiệm nhập thể. Vậy xin mời chúng ta cùng nhau suy niệm. Lễ truyền tin, mầu nhiệm nào? Nhập thể. Vì sao? Bà sẽ là mẹ của con Thiên Chúa. Việc ấy sẽ ra thế nào được? Tôi là người không có tính đến chuyện vợ chồng. Maria đừng sợ, vì việc bà mang thai sẽ là việc làm của Thánh Thần. Cho nên đây là mầu nhiệm nhập thể. Lễ mẹ Maria nguyên tội, nhập thể hay cứu chuộc? Cứu chuộc hay là đúng là cầu cứu chuộc, là tại vì nhờ ơn cứu chuộc Chúa Giêsu nên mẹ mới được. Chúng ta có nhờ ơn cứu chuộc không ạ? Có chứ, nhờ ơn cứu chuộc nên chúng ta mới được phép rửa tội đó. Nhưng mà mẹ Maria không có rửa tội, không cần rửa tội vì mẹ đã được mầu nhiệm cứu chuộc gìn giữ một cách trọn vẹn. Mẹ Maria mẹ nguyên tội nhé. Rồi, ôi cái hai là dễ quá. Lễ Giáng sinh, nhập thể chắc chắn. Ai nói lễ sinh lễ cứu chuộc xin giơ tay lên chào ông đó. Chắc chắn là nhập thể, kết hợp của gì mà thể. Lễ sinh nhật Đức Mẹ, cứu chuộc hay nhập thể? Có bao nhiêu người trong giáo hội được mừng lễ sinh nhật? Ba. Người thứ nhất Chúa Giêsu, người thứ nhì Đức Mẹ, và người thứ ba Thánh Gioan Tẩy Giả. Và ba người đó đều có một vai trò kết hợp chặt chẽ trong mầu nhiệm cứu chuộc. Thánh Gioan Tẩy Giả là người tuyên hô đây đấng cứu chuộc nhân loại. Thành ra cho nên nếu giáo hội chúng ta mừng sinh nhật, thành ra tất cả đều hướng về mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa. Rồi tiếp, lễ dân Chúa trong đền thánh và lễ Đức Mẹ Maria dân mình. Chúng ta sẽ thấy sự liên kết giữa mẹ và con. Con được dâng lên đền thánh sau 8 ngày, mẹ cũng được dâng lên đền thánh khi 3 tuổi. Để làm gì? Cái này không cần quan niệm mầu nhiệm, nhưng sẽ thấy sự chặt chẽ kết hợp giữa mẹ và con và tất cả chúng ta. Khi chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu dâng mình trong đền thánh, được dâng trong đền thánh, và lễ mẹ Maria được dâng mình, chúng ta phải nhìn về chúng ta. Vì theo người Do Thái, khi dâng mình, chúng ta thuộc về một người khác hoàn toàn. Chúa Giêsu được dâng lên theo luật của người Do Thái vì người con trai đầu tiên thuộc về Thiên Chúa.
Mẹ Maria 3 tuổi đã được Thánh Anna và Thánh Gioakim dâng lên Thiên Chúa để mẹ trở thành một con người thuộc về Thiên Chúa hoàn toàn. Vậy thì thưa ông bà và anh chị em, chúng ta có khác không? Không. Bí tích rửa tội đã khiến cho chúng ta trở thành một người thuộc về Thiên Chúa, một người thuộc về phần tử của Chúa Giê-xu. Cho nên bí tích rửa tội rất quan trọng. Bí tích rửa tội là cánh cửa mở ra để từng người chúng ta có thể đi vào trong sự kết hợp chặt chẽ với Thiên Chúa. Thứ nhất, bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở nên con của Thiên Chúa. Ai có thể dõng dạc nói rằng tôi là con của Thiên Chúa nhờ bí tích rửa tội? Ai có thể nói rằng tôi là môn đệ của Chúa Giê-xu nhờ bí tích rửa tội? Và ai có thể nói rằng tôi là phần tử sống động của giáo hội Công giáo? Cho nên khi bí tích rửa tội chúng ta đón nhận, chúng ta mang vào con người chúng ta ba vai trò, ba kết hợp: Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc, giáo hội. Cho nên khi chúng ta mừng các lễ, mà đặc biệt là lễ mẹ Maria, chúng ta phải kết hợp mẹ cùng Chúa, để rồi qua mẹ tất cả các lời kinh nguyện trong lễ mẹ Maria luôn nói rằng nhờ mẹ và qua mẹ. Mẹ trở thành con người của Thiên Chúa thì chúng ta cũng như vậy. Để rồi chúng ta cũng được sai đi, chúng ta cũng trở thành tư tế, chúng ta cũng trở thành ngôn sứ, và chúng ta trở thành phần tử của vương quốc. Lễ Thăng Thiên chúng ta vừa giải thích, con lên trời thì mẹ cũng lên trời, không thể nào cách biệt được. Và chúng ta có lên trời không ạ? Có không? Có. Ai không tin mình lên trời xin giơ tay lên. Đi đâu? Không lên trời thì đi đâu? Thì thiên đàng đấy. Thích cười lắm. Ai bao nhiêu người thích lên thiên đàng? Tất cả đều giơ tay lên. Xong rồi cái ai muốn chết? Không chết lên thiên đàng được. Cho nên bây giờ chúng ta đang sống vậy, thưa bà chị em, chúng ta đang sống. Bí tích rửa tội đã mời gọi chúng ta trở thành những tư tế, trở thành những ngôn sứ, trở thành vương, thành phần của vương giả Thiên Chúa. Thì chúng ta đang sống đức tin để làm gì nếu không phải để thiên đàng, để nên thánh? Nếu không thì chúng ta giữ đạo để làm gì? Nếu không chúng ta sống đạo để làm gì? Thành ra cho nên khi chúng ta tham dự lễ Thăng Thiên hay chúng ta tham dự lễ Hội Thánh Lên Trời, tất cả đều hướng chúng ta về một mục đích duy nhất: tôi đang sống để một ngày đó sau khi hoàn tất công việc tại dương gian này, tôi sẽ đi vào trong thiên quốc của Thiên Chúa. Chấm hết. Vậy thôi. Vậy thôi. Không, hai ý nghĩa của hai lễ này không gì giúp cho chúng ta chuẩn bị cho ngày về. Mục đích cuối cùng của tôi là thiên đàng. Bây giờ lễ cuối cùng để chúng ta nhớ đó là lễ kính thanh tâm Chúa Giê-xu, thì chúng ta có lễ gì? Trái tim đàn sạch Đức Mẹ. Thì tại sao hai lễ này quan trọng trong năm phụng vụ? Vì nếu chúng ta nói kính thánh tâm của Chúa Giê-xu là trái tim nơi tất cả những người tội lỗi sẽ đón được được hồng ân tha thứ, thì mẹ Maria, đấng cung lòng đã mang tình yêu và tha thứ của Thiên Chúa đến nhân loại, cho nên trái tim của mẹ cũng tràn đầy yêu thương như vậy. Cho nên chúng ta gọi thánh tâm Chúa Giê-xu và trái tim vẹn sạch của mẹ Maria, vì nơi trái tim của mẹ cũng là nơi trú ngụ của những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thành ra khi chúng ta tham dự lễ kính thánh tâm Chúa và chúng ta tham dự lễ mẹ Maria, trái tim vô nhiễm của tội của mẹ, vẹn sạch của mẹ Maria, đều mang một ý nghĩa như nhau: nhờ Chúa con sống, nhờ Chúa con được tha thứ, nhờ Chúa con được an nghỉ. Như Thánh Augustine đã nói, không nơi nào giúp cho tôi có thể bình an yên nghỉ nếu không phải là trong cung lòng tình yêu của trái tim của Thiên Chúa. Thì chúng ta cũng vậy, nơi mẹ Maria chúng ta học được điều gì nếu không phải là nhờ mẹ con đến với tình yêu của Thiên Chúa? Thành ra cho nên tất cả các lễ về mẹ Maria trong suốt một năm phụng vụ chỉ được giúp cho chúng ta một điều vô cùng quan trọng, đó là qua bí tích rửa tội chúng ta trở thành con Thiên Chúa.
Qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Và qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành phần tử của hội, để chúng ta sống, sống trọn vẹn, kết hợp mật thiết trong các mầu nhiệm của giáo hội mà mẹ Maria là người đầu tiên đã sống. Nếu mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ một cách đặc biệt, thì chúng ta cũng xin mẹ giúp cho chúng ta được Thiên Chúa gìn giữ một cách đặc biệt. Nếu mẹ vững tin, này tôi là tôi tá của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng có thể can đảm những khi chúng ta gặp khó khăn, những khi gặp trắc trở, chúng ta nói lạy Chúa, này con là tôi tớ của Chúa, con sẵn lòng vâng theo lời của Chúa. Để do đó chúng ta sẽ thấy những gì chúng ta mừng kính mẹ Maria trong suốt năm phụng vụ luôn dắt cho chúng ta sống, hiểu và loan truyền mầu nhiệm tình yêu của mầu nhiệm cứu chuộc và mầu nhiệm nhập thể. Amen. Mọi người có ok chứ hả? Hồi nãy hả? Đã thành ra cho nên thì thỉnh thoảng bài giảng theo lời của cha bảo chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, mà trong chuẩn bị thì dạy cái bài này đến cả một semester lận. Thành ra cho nên hy vọng mọi người không bị choáng váng quá, tại vì nó rất là, thành ra bây giờ xin mọi người nhé, trên mạng có đầy đủ tất cả những tài liệu. Nghe bài giảng hôm nay về tìm hiểu thêm, à tôi thích tại sao ngày mai chúng ta mừng lễ kính thánh Tô-ma chẳng hạn như vậy, tại sao giáo hội mừng kính thánh Tô-ma ngày mai, à tại sao giáo hội mừng kính thánh An-tôn, tại sao giáo hội mừng kính mình đó. Tất cả các nghi lễ trong suốt năm phụng vụ đều hướng lòng chúng ta về một điều: hiểu, sống và thực hành tình yêu của Thiên Chúa. À, xin cảm ơn mọi người, tại vì Thịnh biết là thoát thới là lúc 2:30. Thành ra cho nên xin mời mọi người, nếu ai có cái thoát tiếp thì đi tiếp, còn ai muốn ở lại nghe tiếp bài thứ 3 thì xin mời ngồi lại thoải mái. Hát một bài hả? Không có nhạc sao hát? Tại vì về phương Nam lắng nghe cung đàn, hồn thức giọng dưới trắng mơ màng. Rồi theo sông Cửu Long nhớ nhung dân tràn. Chợt thương con sao bay xa bay, con sao buồn tìm lại lòng ai. Còn sao sang sông, sao đã xô lòng, bay về Bạc Liêu, còn sao bay theo phương nào. Bay về Trà Vinh, còn sao bay qua đời. Con sao trong lòng nhớ bầy than thở, tiền sao bị thương nức nở giữa sầu đổi gương loan em, gương loan em cũng đoạn trường. Sao xa bầy cũng thương không hòa điệu, em xa người đàn lạc phím trùng dây. Tâm sự này biết tỏ với ai đây, mén rượu nồng cay chẳng làm dơi thương nhớ. Còn sao buồn nên sao khóc nỉ non, còn trời cũng buồn sao trời mưa không dứt. Wow.
buồn quá. Buồn quá. Ai thích chồng cổ giơ tay lên. Câu 2. Hương phấn nhạt mùi khói sương mờ nhân anh, em chỉ còn nghe một tiếng tơ lòng. Thèm một điều buồn phương Nam ru giấc say nồng. Trời mưa ngoài quảng dầm, hờn ai nước mắt đông sầu. Biết tìm ai người tri ngộ, ru hồn trong suối thơ mơ màng theo tiếng tơ. Câu hát phương Nam đông đầy nước mắt, mộc mạc quê mùa mà đốt cháy lòng ai. Hát, hát lên một lần để một đời xa nhau sao ơi. Một điệu ru hời nặng nỗi đau đời, lời ru theo nước mắt rơi. Trắng đêm tâm sự mà lòng sầu thương sao chẳng vơi. Bạn tình chung ơi, sao bỗng nghẹn lời. Khúc ca ly biệt thôi đành từ đây vỡ vàng. Sao đã bay xa mang theo điệu hát, còn lại mình em trong tê tái nghẹn ngào. Một lần lỡ bước lầm đường là bao nhiêu nỗi đoạn trường riêng mang. Đêm đêm bên ngọn đèn tàn, xót xa nghe một điệu buồn phương Nam.